Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay trong video này em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đua VK G701 được trang bị cấu hình full Shimano Tiagra. Bây giờ sẽ vào đánh giá chi tiết của một chiếc xe này. Chiếc xe có phần khung một hình nhôm rất sơn nguyên bản. Về tổng thể chiếc xe thì rất là mới, một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng không thể chịu nổi. Hai lắp kia rồi đây. Lốp Michelin, lốp Michelin 700 x 230. Bây giờ em sẽ vào đo size với cả test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt mặt là 55 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m66 khoảng 1m76 đi là vừa. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy. Các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Chuyển động là còn được mà. Vâng, và chiếc xe nó có giá bán rất tốt bên em là 11,5 triệu. Bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh của em chuông để theo dõi những chiếc xe khác của em lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.